Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ. Với 8 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm Hàn Quốc về thị trường Việt Nam, thì siêu thị Hàn Quốc Cora Shop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín tại Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và hôm nay thì Ngọc Hoa xin trân trọng giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm rất là ý nghĩa cho bạn cũng như người thân trong gia đình bạn, cho ông bà bố mẹ chúng ta. Và ngoài ra nó còn là món quà vô cùng sang trọng và thích hợp dành cho chúng ta để tặng đối tác. Đấy chính là một hộp viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là sản phẩm của chúng ta. Và như các bạn cũng thấy thì đông trùng hạ thảo trước kia nó là một loại thảo dược vô cùng quý hiếm, chỉ được dùng cho các vua chúa hoặc là những người có quan có chức. Vâng, nhưng mà ngày nay với khoa học công nghệ hiện đại cùng với việc nhân giống đã được tiến hành cách dễ dàng hơn, những con đông trùng hạ thảo được thu hoạch dễ hơn. Và phải nói rằng đông trùng hạ thảo chính là một loại kháng sinh của tự nhiên các bạn ạ. Nó giúp cho chúng ta tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh lên rất là nhiều. Nhờ trong viên đông trùng hạ thảo có tới 17 loại axit amin cùng với cả các nguyên tố vi lượng như natri, kali, sắt và một số loại nguyên tố vi lượng khác, cùng với rất nhiều vitamin như vitamin K, vitamin E, vitamin D2, vitamin B12. Chính vì thế nên là trong một viên đông trùng hạ thảo nhỏ như thế này thôi các bạn nhé, nhưng mà lại mang lại cho chúng ta một sức khỏe rất là tuyệt vời. Vậy công dụng của nó là gì thì sau đây Ngọc Hoa sẽ giới thiệu cho các bạn. Điều đầu tiên phải nói đến là nhiều thành phần đông trùng hạ thảo rất lớn ở trong viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên. Nên khi các bạn sử dụng viên đông trùng hạ thảo, nó sẽ giúp các bạn tăng cường sức đề kháng cũng như là kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động tốt hơn, nên giúp chúng ta phòng chống cũng như là giảm thiểu tối đa các nguy cơ bị các mầm bệnh cũng như là các tác nhân độc hại từ môi trường bên ngoài xâm lấn vào trong cơ thể của chúng ta. Đặc biệt là đối với những ai mà đang có những vết thương lâu lành thì khi chúng ta sử dụng viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên sẽ đẩy thúc nhanh quá trình lành vết thương nhanh hơn. Vâng, và đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị hen suyễn, những người mà thường xuyên bị các bệnh về phổi, về hô hấp, thì khi chúng ta sử dụng viên đông trùng hạ thảo, nó sẽ tăng cường chức năng của hệ hô hấp, làm giảm thiểu tối đa nguy cơ chúng ta bị mắc các bệnh về đường hô hấp như là viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, ho lâu ngày, ho có đờm hay đặc biệt là hen suyễn đó. Ngoài cái thành phần đông trùng hạ thảo trong viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên thì nó còn có một số các loại thảo dược khác, kể đến chúng ta phải nói đến đó là mẫu đơn và bạch chỉ. Nó là hai thành phần giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu tốt hơn, tăng lưu lượng tuần hoàn máu trong cơ thể, nên là giúp chúng ta giảm thiểu tối đa nguy cơ các bệnh về tim mạch như thiếu máu não, huyết áp cao, xơ vữa động mạch vành. Và từ việc ổn định lưu lượng máu trong não thì nó cũng giúp chúng ta làm giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi và các bệnh lý về thần kinh. Điều đó là đặc biệt tốt dành cho những ai mà phải làm việc trong một môi trường áp lực lớn hay là phải lao động trí óc thường xuyên, thì chúng ta rất hay bị suy nhược thần kinh và thiếu máu não. Khi chúng ta sử dụng viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này sẽ giúp cho chúng ta ổn định điều đó rất là nhiều. Và đối với những ai mà là người già, người gầy yếu và đang muốn cơ thể mình tăng cân lên một chút thì Ngọc Hoa xin nói là các bạn nên sử dụng viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này. Như Ngọc Hoa vừa nói thì trong đông trùng hạ thảo nó có tới 17 loại axit amin cùng các nguyên tố vi lượng và rất nhiều vitamin, nên nó sẽ giúp chúng ta là bổ trợ cho cơ thể chúng ta những cái loại axit amin cùng nguyên tố vi lượng và các vitamin còn thiếu trong cơ thể chúng ta, nên giúp cơ thể chúng ta phục hồi tốt hơn. Kèm theo đó nó kích thích hệ tiêu hóa, nên giúp cơ thể chúng ta hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, giúp chúng ta ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn, nên cải thiện sức khỏe cũng như đời sống của chúng ta rất là nhiều. Vâng, và ngoài các thành phần như là mẫu đơn và bạch chỉ mà Ngọc Hoa vừa mới nói thì chúng ta không thể không nhắc đến hai thành phần rất quan trọng trong viên đông trùng hạ thảo, đó chính là chỉ thiên và xà sàng. Nó giúp tăng cường chức năng thận cho chúng ta. Đối với người già yếu, khi chúng ta sử dụng viên đông trùng hạ thảo 60 viên thường xuyên hơn thì sẽ giúp cải thiện chức năng thận, nên giảm thiểu tối đa cái chứng đi tiểu đêm cho người già yếu. Còn đối với nam giới đang ở trong độ tuổi trung niên, khi chúng ta sử dụng viên đông trùng hạ thảo 60 viên, nó tăng cường chức năng thận cho chúng ta, giúp bổ thận, tráng dương, cường dương, giảm thiểu các nguy cơ mắc các bệnh như xuất tinh sớm, liệt dương và tăng cường chức năng sinh lý dành cho nam giới, nên khiến cho cuộc sống vợ chồng của chúng ta ngày càng thêm hạnh phúc.
Ngoài những thành phần trên thì trong viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên còn có một thành phần rất quen thuộc, không chỉ là đối với chị em phụ nữ mà còn ai cũng biết đến thành phần đó, đó chính là lô hội. Lô hội giúp chúng ta điều tiết lượng đường trong máu cũng như là cải thiện các vấn đề về đường ruột, nhất là vấn đề về đại tràng. Vâng, đấy là toàn bộ các công dụng của viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên mà Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn. Vâng, vậy làm cách nào để chúng ta có thể sử dụng viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này sao cho hợp lý nhất đây? Thì sau đây Ngọc Hoa sẽ cùng hướng dẫn các bạn. Thưa các bạn, đây chính là viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ đen, một hộp gồm có 60 viên của chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy ngay mặt giữa của hộp là hình một chú rồng. Hoa văn rất được in khắc rất là đẹp mắt. Hai bên cạnh sẽ là hai chú chim phượng và đây chính là tên của sản phẩm. Đây cũng là một trong những sản phẩm được tập đoàn Samsung bảo trợ. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn sẽ nhìn thấy hai cái tem 7 màu này. Không chỉ là tem của nhà sản xuất 7 màu để chống hàng giả mà phần in mã QR cũng có 7 màu các bạn nhé. Và khi mà các bạn để dưới ánh sáng thì các bạn sẽ nhìn thấy 7 màu được thay đổi và nó như một lớp nhũ vậy. Mà đằng trước của hộp thì sẽ có hình móc đóng bằng hình chú rùa. Trên mai rùa thì sẽ là những cái mắt như là mắt tổ ong vậy. Đấy, các bạn nhìn rất chắc chắn này. Cái mặt đằng sau thì sao ạ? Mặt đằng sau đây là những giấy chứng nhận của sản phẩm ạ. Và kèm theo nữa là bạn có thể nhìn thấy mã vạch và hạn sử dụng của sản phẩm nằm ở phía mặt đằng sau đây ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc hộp này ra nhé. Trong một hộp viên đông trùng hạ thảo 60 viên này thì một hộp gồm có 60 viên và mỗi viên thì nặng 3,75 gram các bạn nhé. Mình sẽ có một tờ giấy như thế này. Và đây chính là tờ giấy nói về công dụng cũng như là các cái quy trình sản xuất cái viên đông trùng hạ thảo như thế nào. Và đây chính là hộp của chúng ta sẽ gồm có 60 viên và chúng ta sẽ nhắc thử một viên ra. Cách dùng là mỗi một ngày ấy, thì chúng ta dùng 2 viên này, mỗi lần 1 viên và chúng ta nhớ là nên uống trước bữa ăn 15 đến 20 phút. Chúng ta sẽ bóc viên này ra và cho vào mồm nhai. Ngay sau đó thì chúng ta sẽ uống tráng miệng bằng nước ấm để thuốc được dẫn đi tốt hơn. Sản phẩm này thì các bạn không nên dùng cho phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú và trẻ em dưới 15 tuổi thì cũng không nên sử dụng. Vâng, vậy là các bạn vừa được nghe Ngọc Hoa giới thiệu toàn bộ công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên. Với tiêu chí của chúng tôi, chất lượng là uy tín, nên CoraShop 24 giờ luôn luôn chọn ra những sản phẩm chất lượng nhất từ những nhà cung cấp uy tín nhất tại đất nước Hàn Quốc để mang tới tay người tiêu dùng Việt Nam nhằm đảm bảo, bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình bạn. Và chính điều đó đã tạo nên uy tín của CoraShop 24 giờ trên thị trường Việt Nam trong suốt 8 năm vừa qua. Và với uy tín của mình thì CoraShop 24 giờ luôn luôn có những chính sách và cam kết đồng hành cùng khách hàng. Điều thứ nhất đấy là bạn sẽ nhận được hàng nhanh chóng khi bạn đặt hàng tại siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ. Nếu bạn đang sống tại nội thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt hàng, tức là một ngày làm việc. Còn nếu như bạn đang ở ngoại thành Hà Nội, bạn sẽ nhận được hàng trong vòng từ 2 đến 4 ngày kể từ lúc bạn đặt được hàng. Và tại siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ thì luôn luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm tận tình. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ các bạn 24/24. Không chỉ là về sản phẩm viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên này thôi đâu nhé các bạn nhé. Mà nó còn về chế độ dinh dưỡng, tập luyện, ăn uống như thế nào để phù hợp với sức khỏe của các bạn nhất trong thời điểm hiện tại. Điều thứ ba đấy là khi các bạn nhận hàng tại siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ, các bạn hoàn toàn được phép kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán tiền. Vâng. Còn điều cuối cùng là điều quan trọng nhất, đấy là siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ luôn luôn cam kết với khách hàng. Trong vòng 7 ngày từ khi bạn nhận được hàng, nếu bạn bóc sản phẩm ra sử dụng mà bạn nhận thấy rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì video mà Ngọc Hoa vừa mới nói với bạn, thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả tiền ngay lập tức. Ngọc Hoa xin nhắc lại, đấy là trong vòng 7 ngày kể từ lúc bạn nhận được hàng, nếu bạn bóc sản phẩm ra sử dụng và bạn nhận thấy rằng sản phẩm mình nhận được không đúng với những gì mà bạn nghe Ngọc Hoa nói tại video này, thì bạn hoàn toàn được phép bồi thường cũng như hoàn trả hàng ngay lập tức ạ. Vâng, đấy là những chính sách cùng với cam kết mà siêu thị Hàn Quốc CoraShop 24 giờ luôn luôn đồng hành cùng với khách hàng. Vậy thì làm thế nào bạn có thể mua một hộp đông trùng hạ thảo 60 viên hộp gỗ đen sang trọng, lịch thiệp,
Không chỉ tốt cho sức khỏe của bạn, cho ông bà bố mẹ bạn mà còn là một món quà rất ý nghĩa cho đồng nghiệp và đối tác của các bạn đây. Thì Ngọc Hoa sẽ hướng dẫn các bạn ba cách đơn giản sau. Thứ nhất, các bạn hãy gọi điện ngay vào số hotline của siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Đấy là 0979149256. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn không chỉ về công dụng cũng như là cách dùng viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên mà nó còn chi tiết hơn, đấy là Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn về chế độ dinh dưỡng, tập luyện và sinh hoạt sao cho phù hợp sức khỏe cũng như công việc của các bạn hiện tại. Cách thứ hai, đấy là các bạn hãy kéo xuống phần mô tả phía dưới video này. Ngọc Hoa có đặt một cái đường link ở đó và hãy kích vào đường link đó là các bạn sẽ truy cập được ngay vào website Corashop 24 giờ. Tại đó là các bạn có thể đặt mua hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên một cách đơn giản và dễ dàng. Cách thứ ba, đấy là các bạn hãy trực tiếp tới siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ tại Hà Nội để nhận được nhiều chương trình cũng như phần quà đặc biệt ưu đãi hơn nữa. Vâng, vậy là chỉ với ba cách đơn giản vậy thôi là bạn đã sở hữu trong tay mình một hộp sản phẩm viên đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên rất có ý nghĩa cho sức khỏe của bạn, người thân trong gia đình và là một món quà rất là tuyệt vời. Ngọc Hoa xin cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở video sau. Ngọc Hoa xin kính chúc bạn cùng toàn thể gia đình có thật nhiều sức khỏe và cuộc sống bình an. Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về các sản phẩm đông trùng hạ thảo khác tại siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ, các bạn hãy kích vào các video phía bên phải của Ngọc Hoa. Nhớ đừng quên ấn vào nút đăng ký kèm theo quả chuông nhỏ phía bên dưới để nhận được nhiều thông tin nhất từ siêu thị Hàn Quốc Corashop 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Corashop 24 giờ.